sút thôi. 98 cầm Baby và anh Hà là người được cầm AC Ryan. Cho ra sen Baby AC đối đầu với sen Kata Great Room. Như hai bên đều có sen. Ba quân còn lại AC Baby thì sẽ khỏe hơn Rome Greg tất nhiên rồi. Và quân là lợi thế hơn dành cam thủ đến từ Sparta trong cái trận thiếu này. Và chúng ta sẽ đến với màn quảng cáo ở đầu trận. Rất có thể đây sẽ là trận cuối rồi anh em ơi. Thông báo dành riêng cho các hộ gia đình tại Hà Nội. Chỉ còn 43 suất của máy lọc nước hưởng trợ đãi đặc biệt. Sở hữu máy lọc nước Carofi tặng voucher 3 triệu và 1 năm thay đổi lọc. Siêu đãi chưa từng có tại siêu thị máy lọc nước Eco248.com. Giảm giá trực tiếp 15%. Tặng voucher 3 triệu cho lần mua hàng tiếp theo. Tặng 1 năm thay đổi lọc miễn phí. Đổi trả miễn phí. Hoàn tiền 100% trong vòng 30 ngày. Do số lượng sản phẩm có hạn, khuyến mãi có thể kết thúc sớm trước dự kiến. Anh em đăng ký bên dưới comment được ghim. Nhằm chia đến khách hàng, Igomore xin gửi tới khách hàng chương trình giảm giá đặc biệt. Mua 5 sản phẩm bảo tử lợi khuẩn Sport Royal, Greg sẽ được tặng ngay một sản phẩm cùng loại. Đồng thời, 50 khách hàng đặt hàng đầu tiên sẽ nhận được áo thi đấu có chữ ký của game thủ chim sẻ đi nắng và miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Chương trình đã áp dụng từ ngày 26 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Truy cập igomore.vn để biết thêm chi tiết. Alo, và chúng ta cũng quay trở lại với trận đời thôi. Xin lỗi anh em vừa đi ra ngoài một chút việc riêng. Đây là anh máy chim sẻ. Nét đầu có rồi. Nét đầu khá xa. Có voi, có cỏ phụ, có hiêu. Ôi, màn hình máy của Mạnh Hào được cầm AC ra. Ngày hôm nay thế chủ lực đưa về tay của Mạnh Hào và game thủ anh Huy có thể gọi là khá nhiều. Và ngày hôm nay thì anh Huy ngoại trừ cái khả năng cầm chém tốt ra thì khả năng cùng thì có lẽ anh Huy phải luyện thêm. Phải luyện thêm, tôi nghĩ là sẽ nhiều đấy. Phải luyện thêm nhiều đấy. Chứ đến cùng như này mà vào giải đấu mà gặp những đối thủ lớn thì sẽ là rất khó chơi. Màn hình máy của game thủ nào đây nhở? Xem anh Huy nào. Trên anh Huy chém hay cùng đây. Rồi, cơ cấu nhà cái kiểu này, chém chăng? Phải chăng? Như vậy là đi dâng lò dành cho game thủ anh Huy. Cái bên này chúng ta sẽ có một chém và một cùng. Cái bên này sẽ là hai chém. Chim rẻ sẽ chém thẳng trong cánh không? Bài 3 vòi về, ăn thêm cả heal thì sẽ khỏe hơn. Và có ăn vàng luôn, tươi. Hào ổn này, 27 này. Anh Huy cũng đang ổn này. Đi dâng lò. Vâng, đi dâng lò qua cả nhà của Hào rồi. Cao lên một chút. Cao lên. Càng cao thì càng tốt. Vâng, bom nghỉ rồi anh em ơi. Bom nghỉ rồi, kéo đấu chạm 5 anh em ơi. Chúng ta cần một chạm thôi là sẽ có chiến thắng. Sẽ gặp số tử. Triệt dần. Cũng cắt lần lên để dâng lò. Hai người trong của anh ta đều đi dâng lò hết. Đây là BL. Và đây là BB. Bài đấu 25 dần và kích ở khoảng tầm cuối 9. Kích đời. Đây là chim sẻ. Ơ, thế như vậy đấy là dân của Tịnh Văn ạ. Vâng, đó là dân của Tịnh Văn nhá, chứ không phải là dân của sẻ. Dân của Tịnh Văn phải nằm xuống. Cuối 10 thôi.
98 cũng kích ở khoảng cuối 10. Bài này thì chúng ta có Hào với cả Huy là hai bài được. Còn bài của Sẻ với cả 98 thì bình thường. Hào đánh kiểu cung bò nhỏ bò gỗ 3S. Bài trông thế có thể gọi là 3S, S là S nhân đôi này. Đó, xem anh Huy chọc giò này. Như vậy anh Huy chọc giò vào nhà của 16, trong cánh của 16 Greg, đó chính là game thủ cầm xe. Như vậy là cái bên kia là Roman và Kata. 98 thoải mái để đánh ấy thôi. 98 cứ thoải mái để đánh theo kiểu 2P thôi. Châu phủ ra là được. Các bạn đang bo, như vậy là bo được rồi. 1L, 1A. 4 dân ăn vàng thôi, cũng là hợp lý. Ô, móng á. Sorry. À không, đây là móng ruộng thôi. Đây là móng ruộng thôi. 1L, 1A thôi. Như vậy là 1L nâng chém 4. Bắt đầu bị chọc giò vào nhà của mình đến từ anh Huy. Chưa làm được gì đối phương. À, được có một dân thôi, chưa nhiều. 1L, 1A. Xây nhà xa như này thì không biết là có sát thương không ấy. Vâng, tôi chưa biết là Huy có sát thương hay không nhé. Vâng, đây là dân của 16, đây rồi. Ngon. Rồi, tốt. Nhà BL ngay ở đây. Thêm một nhà BA nữa dành cho anh Huy. Thêm một con lạc đà nữa dành cho anh Huy. Đang bị chặn. Xem thằng này cũng chỉ 27 thôi, không khỏe. Đây là mảnh máy chim sẻ 28. Chim sẻ dâng L vào nhà M7. M7 cũng dâng L vào nhà của chim sẻ. Vậy cái bên này cũng đang chỉ là cân. Mạnh Hào, Mạnh Hào 4A khỏe nguyên. 3 con T dành cho Hào. Đây là mảnh máy của game thủ U98. Giảm đối đầu với Hồng Anh. Bỏ gỗ không bỏ kín dành cho 98. 98 bị yếu đi một tơn. Quả trái mảnh máy của anh Huy. Anh Huy tiếp tục ăn được dần của 16 chính công. Công đang yếu ở trận yếu này. Công đang yếu. Và 98 thì cũng đang anh Huy thì không phải là bài quá khỏe. Tham A chỉ là 24 thôi. Vào trong cánh để lấy tham của 16 không. 16 cũng đang vào trong để lấy tham của người cầm xe. Thêm một E nữa. Lực của Huy cũng không khỏe lắm. Bài đấu cầm sen chưa làm được gì nhiều. 98-23. Càng Sẻ đang chờ con phủ mình được sinh ra. Rồi, con phủ kiểu gì sẽ ở trong hốc. Mới đang rất cố gắng để về con phủ này. Ăn được một con chém của đối phương. Bo con phủ lại. Dâng lò như vậy thủ phù ở nhà. Đó là hình ảnh của chim sẻ. Bỏ gỗ đang bị chặn. Đánh kiểu này thì Hào sẽ phải là người cần với Trì Mệnh nha. Sẽ phải là người cần với Trì Mệnh. Mặc dù vậy thì bài của Hào đang khá sâu. Sẽ cần phải tích quân để chuẩn bị làm một tuần ốp. Mệnh tỷ lệ chuyển A là rất cao. 98 đang hình như là yếu hơn ca thảo Hồng Anh à. Căng nhá. Vẫn là 1L 1A dành cho anh Huy thôi. Trận đấu anh Huy đang có tham lai không tỏ. Vâng, đây là mỏ vàng của mỏ 7. Bán mỏ vàng này. Chim sẻ tham lai vẫn đang rất ổn này. Chim sẻ đang quản tốt hơn game thủ Tịnh Văn thì phải. Hình như là đang quản tốt hơn Tịnh Văn, tham sẻ đang to. Đưa phù ra để phù con chém của chim thủ Lục Tịnh Văn. Đây là Mạnh Hào. Mạnh Hào cũng đang là một bài khỏe. Nhưng đây chỉ là bài theo kiểu ra quân đến từ Hào thôi. Đang xem Hào sẽ đẩy kiểu gì. Chiều chặt của Hải. Vẫn đang chỉ là bài 4A. Vẫn đang chỉ là bài 4A. Đang tạm thời đứng thủ. Một tí nữa khỏe ra là nhà bắt đầu mới đợi. Của Hải lên sọc. Chim sẻ bị sọc đơn vào. Sọc đơn của Hồng Anh. Ồ, thế như vậy là Hồng Anh ở đầu cánh khá khỏe khi được cầm rô. Trời đang căng rồi kìa. Đang căng. Sẻ mất vàng. Hồng Anh khỏe hơn 98 trận này rồi, càng nha. Hồng Anh khỏe hơn 98 trận này rồi. Có cung đỏ để bắn phù. Bị phù mất một vài con lạc đà, sọc đơn đang thả vào mỏ vàng. Đây là một thế trận mà đánh kiểu này thì chắc là phải đi ốp sớm thôi chứ nhỉ. Liệu rằng có đi ốp sớm không? Rừng của Hào đang khá tù. Hào đang đi xung quanh nhà của mình để có tên bảo kê. Và bắt lạc đà của game thủ 9 cộng. Có tên bảo kê bắt lạc đà Chí Công ở nhà bắt đầu bị quấy rồi. Tịnh Văn là người quấy. Tịnh Văn và Chí Công là người quấy.
sẽ có làm thêm quấy vào như nào không? Vâng, sẽ bắt hết quân của game thủ Hồng Anh. Tươi, tham sẻ vẫn rất to. Tham sẻ là tận 36 cơ. Người đi rừng lò thằng này 36, nhưng tạm thời đang không ăn được dần của đội bạn. Chỉ ăn được quân thôi, chỉ ăn được quân thôi. Quan trọng là Mạnh Hào đây này. Quan trọng Mạnh Hào tham 70 đến từ Hào. Hào được rằng có đi quân không? Hào vẫn chưa đi quân, vẫn đang 5 ma đều. Chị Mạnh cũng biết là tham bao nhiêu. Tí nữa chúng ta sẽ có thế, đó là cung AC sẽ đi ốp. Cung AC sẽ đi ốp vào cung xe. Quảng xung quanh nhà của mình, Huy tham bao nhiêu nhỉ? Huy tham 25. Vâng, có ốp không đây? Có ốp không? Một tờn sẽ phải ốp, tôi nghĩ là phải ốp đấy. Chim sẻ đang tạt sang rồi. Chim sẻ đang tạt sang và để chuẩn bị đi một tơn quân với cả game thủ Mạnh Hào. Đây là tơn quân mà chim sẻ có tới 15 con chém. Một tơn quân có 15 con chém, nhà Hào đi quân nào. Tham Lai. Và như vậy là Tham Lai đang bị đè một chút xíu. Game thủ cầm xem Truy Mạnh đang phát triển rất mắc bình. Tham Lai của anh ta đang rơi vào khoảng tầm tầm bao nhiêu nhỉ? Tầm phải hơn 100 đấy. Đây là con lạc đà của game thủ Chí Cộng. Bắt hết lạc đà này thì Mạnh Hào sẽ thoải mái để đi quân. 5E của Hào tốt. Vâng, còn hai lạc đà thôi, đi thôi. Đi thôi, vâng, nâng cấp bản đồ xong. Chim sẻ đang trên đường tới nơi. Và game thủ Mạnh Hào cũng đang bắt đầu di chuyển quân. Vẫn chỉ là 5 nhà bia đều. Nhưng trận này thì cũng chỉ cần 5 nhà bia thôi, cũng không cần nhiều. Bà Mạnh Hào đang xấu nên Mạnh Hào đang không đi quân ở thời điểm đầu. Vâng, đi mặt bên này. Đúng rồi, mặt bên này là mặt đẹp này. Sẻ đâu rồi? Sẻ đâu? Sẻ 39. Sẻ vẫn đang rất nhiều quân kết hợp với Hào nào. Anh Huy. Anh Huy tham 23. Anh Huy tham 23. Đây là máy máy của 98, như vậy là cuối cùng 98 đánh bay được nhà của Hồng Anh. Và chúng ta đến pha ốp quân gần như là quyết định ở trong cái trận thiếu này. Một pha ốp quân quyết định. Ốp được thì thắng, mà không ốp được thì chúng ta sẽ có chung kết của chung kết. Chim sẻ đã đi trước và Mạnh Hào đang đi ở mặt đằng sau. Nào cần phải nhiều tay hơn một chút xíu nữa. Quân Chi Mạnh đâu? Như vậy là quân Chi Mạnh đang ở đằng sau. 2v1 tờ này, 3v1 tờ này, có thêm cả anh Huy nữa. Đội bạn sẽ đỡ chúng ta kiểu gì đây? Quân của Chu Mạnh cũng là rất đông, hãy nhớ rằng quân của game thủ Mạnh Hào là cùng của Asirian. Đó đi Tuấn ơi, đó cái, vâng, nó là cùng của AC đấy, nó không phải là cùng Baby đâu. Sẽ bắt đầu lọt vào trong nhà của game thủ Chu Mạnh để có thể ăn sân. Hàng của xe là 35, chém rất đông, vâng, chém lụng ruộng game thủ Chu Mạnh rồi, ôm được cả nhà Bia, chém bắt đầu lọt bên trong, tách vào khoanh ruộng, tách vào mỏ gỗ, tách vào rất nhiều các cơ sở làm ăn của game thủ Chu Mạnh. Tuấn ơi, bắn súng đi Tuấn ơi, bắn đi. Vâng, ai quấy vào nhà ủng hộ tôi ở tầm này cái. Nhà thì không khác chỉ là cái bê tông, mặc dù là một thế nhà rất xấu, nhưng Mạnh Hào lại biết cách để gửi cơ cấu trở thành một cái bài đẹp. Chỉ Mạnh vẫn chưa bùng, nhưng với số lượng cùng rờ của Asian nó ốp nhà Bia như thế này, tôi vẫn đang tự hỏi rằng cái điều thần kỳ gì đó để giúp Chỉ Mạnh để đỡ nhà đây. Mạnh Tăng A rất đều, khoảng tầm 10 nhà Bia dành cho Chỉ Mạnh, nhưng vẫn không thể đỡ được cùng rờ của AC. Làm sao? Như nào? Vào được thoải mái, dư sức qua cầu thoải mái, cứ bình tĩnh và chia mạnh quyết rồi. Cùng Asirian nó quá khắc bọc số bạc cùng xem. Và đây là bài đấu mà chim sẻ đã giữ chém rất tốt để làm một turn up bất ngờ và quyết định vào nhà cuối của chim mạnh, người cầm cung chủ lực của clan Thái Bình. Và sau những trận đấu rất đau tìm, những turn soi tham cực kỳ căng thẳng, chúng ta đã có chiến thắng trước clan Thái Bình rất vất vả. Tôi nghĩ trận này mà chúng ta để thua thì trận sau chắc chắn thua, trừ khi là quân siêu tịt giành đội bạn thì chắc chắn là chúng ta sẽ thua. Còn nếu như mà quân cần thì tôi nói thật là chúng ta không có tí cửa gì cả, bởi vì tinh thần đội bạn đang lên rất cao, trận đội bạn đánh cũng rất hay, Thái Bình cũng mạnh, nhưng chưa đủ để có được chiến thắng. Cùng AC thực sự là chất lượng, bài nghèo chỉ 45 dần thôi, nhưng mà sóc đều quân, đấy chính là kinh nghiệm của Mạnh Hào. Bài Chỉ Mạnh 5x dân, 10A sóc đều, nhưng vẫn không thể được Asirian kẹp với chém. Anh em xem video thì nhớ đừng quên bấm đăng ký kênh Chim Sẻ Nặng Official để giúp mình sớm có được nút bạc YouTube đầu tiên nhé.